Xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay Nhân sẽ tiếp tục làm một cái video để Nhân chia sẻ với tất cả quý vị khách hàng về một cái vấn đề là mình là khách đầu tư, mình đầu tư về bất động sản thì mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ căn cứ vào những cái vấn đề gì để mà mình mua bất động sản nó hợp với cái tài chính của mình, và cái thứ hai là cái tính thanh khoản nó cao. Thì ví dụ như tất cả quý vị khách hàng mình đã là một nhà đầu tư bất động sản lão luyện rồi thì Nhân không bàn tới, nhưng ví dụ mình là những khách hàng đầu tiên tìm hiểu về cái thị trường bất động sản và đầu tư vào cái thị trường bất động sản thì mình cần lưu ý bốn cái yếu tố quan trọng nhất khi mình đi đầu tư. Đầu tiên là Nhân sẽ nói về cái vị trí bất động sản, và cái thứ hai là cái tính thanh khoản của bất động sản, thứ ba là cái hạ tầng của cái khu vực mà mình sắp đầu tư, và cái thứ tư là một cái quan trọng nhất, đó là đối quyền pháp lý, tức là giấy tờ sổ sách của cái khu bất động sản mình chuẩn bị mua. Thì đầu tiên là Nhân đối về vị trí, thì vị trí của bất động sản như mình cũng phải xác định là mình sẽ đầu tư cái bất động sản đó, cái tầm tài chính nó khoảng bao nhiêu. Thì Nhân lấy một cái ví dụ luôn cho tất cả người khách hàng, nếu như mình muốn đầu tư một cái bất động sản mà dưới 1 tỷ đồng thì Nhân chắc ăn một điều là nếu như bây giờ mình đầu tư vào cái thị trường của Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh, thì mình sẽ rất là khó để mà mua được những cái sản phẩm bất động sản về đất nền và nhà phố. Thì cho nên là mình sẽ căn cứ vào đó để mình đi tìm kiếm khu vực. Thì hiện tại nếu như mình đầu tư dưới 1 tỷ thì mình có những cái khu chẳng hạn như là khu đông thành phố. Khu đông thành phố là thị trường bất động sản của Đồng Nai. Còn khu đông nam thì nó có là bất động sản của Bình Dương. Hoặc là về cái hướng nam thành phố, nam thành phố là mình nói về cái thị trường bất động sản của huyện Bến Lức và huyện Cần Duộc của tỉnh Long An. Còn riêng cái khu mà Nhân giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng thì khu vực này được gọi là khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Thì khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh này thật sự luôn nó là một cái thị trường sơ khai thôi. Và một cái lý do là thị trường sơ khai cho nên là nếu như mình đầu tư vào đây thì cái tính thanh khoản của mình rất là cao. Thì thứ nhất là Nhân sẽ nói về cái vị trí. Ví dụ như là căn cứ vào cái vị trí thì so với cái khu Tây Bắc thì nó là một trong những cái khu mà gần Sài Gòn nhất, tức là những nhà đầu tư bất động sản họ sẽ so sánh ở trung tâm Sài Gòn, thì nó cách Sài Gòn chỉ khoảng 35 km thôi. Đó, tức là về cái hướng mà mình di chuyển là khoảng 35 km, là một trong những cái khu gần nhất mà quý vị khách hàng đầu tư với cái tài chính mà dưới 1 tỷ. Và cái yếu tố thứ hai Nhân muốn chia sẻ với tất cả quý vị khách hàng đó là về cái tính thanh khoản của cái khu bất động sản mà mình chuẩn bị mua. Thì làm thế nào để biết được cái tính thanh khoản nó cao hay không, thì bằng cách là quý vị khách hàng mình có thể là đi tìm hiểu những cái người đã mua đất hoặc là mua nhà ở cái khu đó trước, hoặc là tìm hiểu về bạn bè, hoặc là qua sách báo, tức là cái giao dịch bán mua đi bán lại thì nó diễn ra nó có sôi động hay không, thì mình sẽ căn cứ vào những cái vấn đề đó để mình biết được cái tính thanh khoản của cái vị trí bất động sản. Cái tính thanh khoản tức là mình mua đi và mình bán lại là có nhanh hay không. Đó là gọi là tính thanh khoản cho mọi người. Còn cái thứ ba là quý vị khách hàng mình hãy tìm hiểu về cái hạ tầng của cái khu vực, của cái vị trí mà bất động sản mà mình dự định đầu tư. Thì cái hạ tầng thì dễ rồi, là bằng cách là quý vị khách hàng mình có thể là tìm hiểu qua những người khác, hoặc là nếu như mình có thời gian thì mình có thể xuống tận khu, mình xuống tận cái khu vực mà mình định đầu tư để mình tham khảo cái dự án hoặc là những cái lô đất của những người dân. Thì cái cơ sở hạ tầng đó là cơ sở hạ tầng là mình sẽ nói về là điện, đường, trường trạm. Thì những khu vực đó là đường xá là đã hoàn thiện chưa, và xung quanh là nó có những cái tiện ích gì, chẳng hạn như là đã có trường học chưa, hoặc là có bệnh viện chưa, hoặc là có điện và nước ở trong khu chưa. Thì đó là mình nói về cái cơ sở hạ tầng. Và cái yếu tố thứ tư là cái yếu tố quan trọng nhất trong bốn yếu tố, đó là nói về cái tính pháp lý. Pháp lý ở đây tức là hiện tại là lúc trước, từ năm 2009 đổi về trước thì mình sẽ có sổ đỏ và sổ hồng.
Nhưng mà mình mua bất động sản từ năm 2009 cho tới thời điểm hiện tại thì nó chỉ có sổ hồng thôi. Cho nên là quý vị khách hàng mình chỉ cần tìm hiểu về cái pháp lý là cái sổ hồng, thì cái khu vườn đó nó đã có sổ hồng chưa. Và cái yếu tố cuối cùng là một trong bốn yếu tố mà mình có nên quyết định đầu tư bất động sản hay không. Đó tức là mình nói về cái vấn đề pháp lý. Pháp lý tức là ở đây là mình nói về cái sổ hồng của cái vị trí bất động sản mình chuẩn bị đầu tư. Thì Nhân cũng chia sẻ với tất cả quý khách hàng, nếu như mà mình đầu tư vào những cái dự án mà nó có sổ hồng rồi thì là những cái dự án đó nó sẽ không có rủi ro, thì lúc đó cái tính thanh khoản của mình nó sẽ thấp lại, bởi vì nó rất là an toàn rồi. Thì cho nên những khách hàng mua trước hoặc là những chủ đầu tư họ sẽ lấy cái điểm đó mà họ bán lại cho mình với cái giá rất là cao đó. Cho nên là ví dụ như tất cả người khách hàng mình đầu tư thì mình sẽ nên đầu tư vào những dự án còn sơ khai, mà những cái dự án sơ khai thì hầu như là nó chưa có sổ hồng. Lý do chưa có sổ hồng là do chủ đầu tư họ phải phân lô tách thửa, cho nên cái thời gian ra sổ hồng nó sẽ bị kéo dài. Và làm cách nào để mà mình an tâm đầu tư vào một cái dự án mà nếu như chưa có sổ hồng, thì bằng cách là tất cả người khách hàng mình hãy xem cái dự án đó, cái khu vực đó nó đã có quyết định 1/500 hay chưa. Mà nếu như mình đầu tư một dự án thì cái 1/500 là một cái rất là quan trọng quyết định được cái khu đó, thứ nhất là tách sổ hồng được hay không, và thứ hai là trong khu đó nó sẽ có những tiện ích gì. Thì tất cả những cái điều đó nó sẽ nằm trong 1/500. Cho nên chỉ cần tất cả người khách hàng mình tìm hiểu cái khu đó có 1/500 hay chưa đó, ví dụ như khu nào có 1/500 rồi thì quý vị khách hàng cứ an tâm mà đầu tư vào khu đó. Và một cái lợi thế tiếp tục là nếu như tất cả quý vị khách hàng mình đầu tư vào những cái dự án mà chưa có sổ hồng thì hầu như 100% những dự án đó những chủ đầu tư họ sẽ cho mình trả góp. Mà trả góp thì được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm, bởi vì đầu tiên dự định của mình là mình mua một bất động sản, nhưng nếu như chủ đầu tư họ cho trả góp thì mình có thể mua được 2 bất động sản. Và một cái lợi thế tiếp theo là nếu như mình mua một bất động sản thì cái phần tiền còn lại, cái tài chính còn lại mình có thể dùng nó để mình đầu tư vào những cái việc khác. Và còn rất là nhiều vấn đề về đầu tư thì quý vị khách hàng hãy liên hệ với Nhân để Nhân có thể tư vấn rõ hơn cho quý vị khách hàng. Và nếu như tất cả quý vị khách hàng quan tâm thì quý vị khách hàng mình hãy nhấn vào nút đăng ký để mình xem được những video sau của Nhân. Và video sau thì Nhân sẽ nói về những khách hàng mà mua nhà hoặc là mua đất để sau này xây nhà ở thì cần lưu ý những vấn đề gì. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.